Hôm nay Tiệp cây cảnh xin chào cả nhà yêu cây cảnh nhé. Hôm nay Tiệp cây cảnh sẽ chia sẻ một cây hoàng đàn cũ đã giao lưu, thì giao lưu là hơn 300 triệu cho khách hàng ở Quảng Ninh. Cây này đã bán rồi nhé. Bây giờ khách hàng đã đánh dâm ủ rồi để cho nó an toàn rồi. Cây quá đẹp. Có thể là cây này cây số 1 ở cái rừng là khu rừng đặc dụng Hữu Liên này, là cây hoàng đàn quý nhất của miền Bắc nhé. Cây này của khách hàng VIP ở Quảng Ninh người ta mua rồi, đã trả hơn 300 triệu. Các bạn, cây này cây cao khoảng 7-8 mét, tán rộng khoảng 4-5 mét đấy, cây một thân. Đấy, gia đình nhà sàn này. Để tiến lại gần nhé. Cái này vành gốc kêu được 100 ấy nhở? Ý giời, đẹp. Cây già, mấy chục năm tuổi. Cái này nó quý thoát thân, phần thoát thân của nó phải 2,5 mét. Vành này được mét. Anh tròn mét là đường kính hơn 30 phân mà, 33 phân rồi. Cái này có khi hơn mét đấy. Nói là to lắm. Già nhỉ. Đủ đủ ăn rồi. Giờ đang tập làm kênh YouTube này, phải quay những cây này để cho anh em các khách hàng yêu cây cảnh cả nước biết, đặc biệt cây hoàng đàn. Cây này là chảy máu đấy, cây quý là chảy. Cây quý không giữ được. Cây này đáng nhẽ phải bảo tồn thì phải này. Thôi, có những người ta yêu cây, người ta trả cái giá xứng đáng này để cho người ta về bảo tồn thôi. Cây cảnh cứ phải cây một thân thế này mới sướng này. Cây quay góc này đẹp hơn này. À, lấy trọn vẹn nó cao quá. Cái này phải 7 mét. Cao thế. Nhà có muốn cây này nhỉ? Không còn cây nào giấu chỗ nào không? Đây chủ nhà đây là cây đã giao lưu. Cháu cứ đọc số điện thoại của cháu cái nào. Giấu thì nhiều. Đấy, cháu đọc số điện thoại của cháu cái để cho khách hàng người ta kiểm nghiệm. Cái đâu đấy? Cây giao lưu này không đọc. Chào anh nhá. Em đang chia sẻ cây. Cây đã bán rồi nhá. Nên là sợ là có người khác đến giả cao hơn lại sốt ruột quá. Thôi cây đã giao lưu rồi nên là cái nhà không còn cây nào nữa. Kia có cây ngoài đây. Ở đây, thế thì cứ đọc số điện thoại đi. Ừ, rồi cứ chia sẻ cây này đã. Đọc, nhưng mà cũng muốn bán thì có bán không? Ở đấy anh chưa quay anh đã không bán, được giá vẫn bán cho anh. Cây nó bé nhỉ. Cái này mới được chưa được 1 năm. Vâng. Đẹp quá. Cây đã giao lưu nên là chủ nhà không cho số điện thoại. Hãy bán cho một khách VIP ở Quảng Ninh nhé. Như là 330 triệu thì phải. Chắc xin đọc lại nó trên 300 tí thôi. Các bạn cây quý đấy. Đồng hạt. Chào bà. Năm mới chúc khỏe bà nhá. Cháu đang quay cái hoàng đàn đẹp của bà đấy ạ. Cái này nó bao nhiêu năm rồi bà ơi? Bao nhiêu ạ? À, hơn 20 năm là to nhỉ? À. 15 mà 40 mấy tuổi thì nó vào 25 rồi. Và 25 năm. Hơn 25 năm. Vâng. Đấy, cụ vào cây này là lúc lấy về nó 10 năm mà nay hơn 40 tuổi, nó vào hơn 25 năm, gần 30 năm cây này. Vâng, thế là 28 năm. Vâng. Đấy, bà cụ vừa bảo cây này là gần 30 năm ấy. Cái này là phải rồi, ra rồi. Nhà mình ơi, không làm du lịch hả anh? Em hay vào ăn cơm ở ủy ban này lắm mà không, nãy quay nhà Toản, nhưng mà Toản giới thiệu em là mày phi lên cái đằng sau ủy ban này, không nhìn thấy cây này.
Cái bảo Phi vào nhà lầu. Đây nhà anh còn hai cây này nhé. Cái này không bán à anh? Cây này gốc to phết rồi này. Cây này gốc to này. Cái này mình chiết à? Ấy chà. Để nguyên cho nó đẹp đi, tán nó đẹp. Kể okay, công to. Hôm nào mày dẫn nó đi Đồng Lâm cái nhỉ? Cái này nó bị cớm cái này, đây là cái này. Cớm cái cổ này. Đàn quý nhá. À, tí nào vào mác em còn cái cục hàng đàn 50 cân nhưng cái nào đã bán chưa? Mác chưa bán sao? Được chứ, hồi xưa giả nó 250, bây giờ nó phải hơn 300. 50 cân hồi xưa là giả 250 triệu không bán. Úi dồi, nó bảo quản hơn kho bạc trước đã xem rồi. Hồi xưa nó bán giả 250, cục đấy về đục thần tài tuyệt vời. Thôi nhá, tiệm cây cảnh hôm nay chia sẻ cây đẹp nhất của Hữu Liên, cây đã giao lưu nhá. Để cho anh em chiêm ngưỡng thôi. Cây này sẽ về Quảng Ninh. Tiệm cây cảnh xin chào nhá, chào cả nhà nhá. Hôm nay chia sẻ một cây hoàng đàn quý nhất của Lạng Sơn rồi đấy. Nhưng mà cây này là đã chỉ trong thời gian tới này sẽ trở về Quảng Ninh. Để anh em biết và chiêm ngưỡng cái giá trị của cây hoàng đàn nhá. Ok, xin chào nhá. Đăng luôn đấy, cây của Toàn đăng lên đẹp lắm.